Tiếp tục qua việc anh chị ơi, một căn nhà xây mới hoàn toàn, phải nói là số 1 quý anh chị ạ, số 1 tại thành phố Thuận An. Thì ngày hôm nay em sẽ ghi hình trực tiếp cho anh chị mình căn nhà đúc 3 tấm, nhà xây mới, nhà có sân thượng, nhà mang âm hưởng châu Âu quý anh chị nha. Căn nhà rất là cứng cáp và rất là đẹp quý anh chị ơi. Đây là một căn nhà thiết kế theo hơi hướng tân cổ điển nha. Điều đặc biệt là tặng hết nội thất cho toàn thể quý anh chị mình khi mình sở hữu căn nhà này. Một căn nhà đẹp như thế này thì phải nằm trong một khu dân cư phải là đẳng cấp quý anh chị ạ. Đây, khu quy hoạch đồng bộ thông thoáng hai đầu quý anh chị nha. Vỉa hè cây xanh, toàn là nhà lầu quý anh chị nha. Và đây là trung tâm thành phố Thuận An. Đây là phường An Phú, gần vòng xoay An Phú và gần với khu công nghiệp V-Ship 1, đúng 1 km anh chị nha. Căn nhà ngày hôm nay em sẽ review chi tiết và mời anh chị cùng tham quan. Nhà mình 80m², diện tích đất là 80m² quý anh chị nha. Xây hết đất quý anh chị nha. Ngang 5 và dài 16 quý anh chị. Quý anh chị cùng ngắm lại cái mặt dựng phía ngoài này, rất là đẹp này quý anh chị ạ. Sang trọng nha, đẳng cấp nha. Căn này là phải nói là số 1 quý anh chị nha. Nhà thì nhiều nhưng mà kiếm ra những căn nhà như thế này thì gần như không có quý anh chị ạ. Đó quý anh chị nha. Mình sẽ cùng bước vào khu vực phòng khách quý anh chị ơi. Sân trước kết hợp phòng khách nối dài ha. Căn này em nói rồi, tặng hết nội thất anh chị ạ. Ở đây thì cực kỳ đẹp luôn nha. Nhà này, phòng khách điểm nhấn này, một cái đèn pha lê, một cái đèn chùm cực kỳ lớn quý chị nha. Tần dát vàng, đóng thạch cao, sử dụng đèn led rất là ok luôn. Đó. Đây, tông màu chủ đạo nhà mình là màu trắng kết hợp với màu vàng quý chị nha. Đây là một trong những cái màu chủ đạo dành cho những cái căn nhà tân cổ điển, những căn nhà mang âm hưởng châu Âu. Theo như bản thân em thấy nó là một dạng nhà phố, nhưng mà được gia chủ, được anh chủ đầu tư này này, anh ấy thiết kế theo cái kiểu giống như một cái cung điện, giống như một cái căn biệt thự phố thu nhỏ quý chị nha. Cực kỳ đẹp luôn quý chị nha. Đó. Thì đây, phòng khách này sẽ được tặng kèm cho anh chị mình một bộ bàn ghế sofa đã được để kèm ở đây. Và một cái tivi cũng hơi to to quý chị nha, 65 inch. Tivi siêu to này quý chị này. Và hai cái loa này sẽ được tặng kèm cho mình luôn quý chị nha. Rất đẹp quý chị ơi. Ha. Cầu thang. Cầu thang hình xoắn ốc quý chị nha. Những cái căn biệt thự hay áp dụng cho những cái mẫu cầu thang như thế này quý chị. Nhưng mà đây nhà phố quý chị thấy đẹp không? Rất đẹp quý chị nha. Trụ cầu thang này, tay vịn này làm bằng gỗ gõ đỏ, chất lượng cao quý chị nha. Đó, nội thất nhà này rất là xịn sò quý chị nha. Tủ rượu âm tường này quý chị, trước khi mình bước vào khu vực bếp của nhà mình. Rồi, tới bếp đi anh chị. Bộ bàn ghế 8 ghế phòng bếp tặng kèm nha anh chị mình nha. Nhà bếp nhà ăn tặng kèm nha mình nha. Tủ trên tủ dưới gỗ gõ đỏ luôn, xịn sò. Đây quý chị thấy không? Rất là đẹp nha anh chị nha. Đó, thoáng, cực kỳ thoáng luôn quý chị. 80m² mà gia chủ thiết kế như thế này là rất là ok quý chị nha. Anh chị nào đang có một cái thửa đất như thế này thì mình có thể tham khảo cái mẫu nhà này quý chị nha. Rồi, ở cuối nhà sẽ là một cái khu vực giếng trời và labo gương soi để phía ngoài này. Giếng trời nhà mình này, lấy sáng lấy gió này quý chị. Và bên đây là nhà vệ sinh ở phía dưới tầng trệt. Vậy là đã kết thúc hết tầng trệt rồi đó anh chị. Bây giờ ở trên tầng lầu sẽ có những cái phòng ngủ master mà em sẽ mong muốn được gửi tới toàn thể quý anh chị mình. Thì bây giờ em trân trọng mời anh chị mình cùng di chuyển lên trên tầng lầu. Lầu 1 anh chị. Khu vực lầu 1 nhà mình sẽ hai phòng ngủ khép kín, hai nhà vệ sinh bên trong. Khu vực cầu thang rộng rãi thoải mái quý anh chị nha. Mời anh chị xem phòng ngủ số 1 nha. Bên đây sẽ là tủ đồ áo âm tường, còn bên đây sẽ là một cái khu vực nhà vệ sinh. Không chỉ là nhà vệ sinh anh chị ạ, mà ở đây là kết hợp với nhà tắm quý chị nha, có bồn tắm nằm, đèn chùm nhỏ nha. Còn bên đây này, labo gương soi đầy đủ hết anh chị nha. À, còn cái vách tắm này quý chị ơi, trong suốt ha, kính cường lực nha. Cái này là bà tắm ông khen. À, còn nếu mà không muốn ông khen thì kéo cái này xuống quý chị ơi. Đây này, kéo lên kéo xuống đâu quý chị. Những cái phòng ngủ ở phía trước của căn nhà như thế này thì nó rất là thoáng quý chị nha. Căn nhà nào cũng vậy nha. À, có cái cửa ra ban công nên cực kỳ thoáng luôn quý chị. Đây. Phía trước đây mình có một cái ban công nhỏ nhỏ này quý chị ha. Mấy cái nội thất này này là được chủ đầu tư tặng hết cho anh chị mình luôn ha. Có giường, có tủ đầu giường quý chị nha. Chăn ga gối nệm đầy đủ hết rồi nha. Ở cái nhà vệ sinh hồi nãy mình xem đây này, nhà tắm đây này nha. Rồi, phòng ngủ số 2. Đây quý chị. Cái phòng ngủ này thì nhỏ hơn quý chị ạ, nhưng mà cũng đầy đủ hết nội thất quý chị nha. Có nhà vệ sinh khép kín luôn này. Đây này, mình xem cái nhà vệ sinh trước đi quý chị. Cái phòng ngủ này tuy nó nhỏ hơn phòng ngủ vừa rồi nhưng mà cũng không kém đi cái phần thoáng quý chị nha. Đây này, một cái sân sau. Đây quý chị nha. Đó, giặt phơi đồ ở đây chỗ đây cũng được quý chị ạ. Còn ở trên mình có luôn nha. Thì em hãy mời anh chị mình lên lầu 2. Đó, nhà mình hai tầng lầu, nhà mình đúc 3 tấm nha. Đây quý chị này, cái giếng trời này. Xíu nữa em lên sân thượng cho anh chị mình xem nha. Đó quý chị thấy không? Cái cầu thang nhìn từ phía trên xuống này rất là đẹp luôn quý chị nha. Hình xoắn ốc và cực kỳ rộng nha. Lầu 2 sẽ thêm cho mình một cái phòng ngủ và phòng thờ này quý chị. Đây, phòng ngủ số 3. Phòng ngủ này thì nhỏ quý chị nha và không có nội thất anh chị nha. Rồi, trước đây là phòng thờ. Nhà đẹp như thế này mà thiếu phòng thờ là coi như bỏ quý chị ha. Đó, thì ở đây gia chủ đã đáp ứng hết tất cả các cái nhu cầu cho mình rồi quý chị nha. Có phòng thờ, có 3 phòng ngủ quý chị nha. Và phía sau kia sẽ là sân giặt phơi đồ của nhà mình quý chị. Labo gương soi để phía ngoài này, nhà vệ sinh bên trong này. Sân sau giặt phơi đồ đây rồi. Tha hồ mà giặt phơi đồ quý chị nha. Để máy giặt cho đó nha. Lối cầu thang này mình sẽ lên sân thượng, mời anh chị mình di chuyển lên trên. Sân thượng đây rồi, sân thượng rồi anh chị nha. Vậy là đúc 3 tấm xây mới hết quý anh chị nha. 80m² full hết thổ cư, ngang 5 dài 16.
trung tâm thành phố Thuận An và đây là phường An Phú quý anh chị nha. Khu dân cư nhà mình nha. Quay cho anh chị mình xem. Toàn nhà lầu hết quý anh chị nha. Toàn nhà hai lầu nha. Nằm trên trục đường DT743, đứng đây nhìn thấy được luôn quý chị. Đây này, theo hướng Tây Em Hải này là đường DT743 đó. Anh chị mà chạy thẳng một cái đường đó nha là về chợ đầu mối nông sản Thủ Đức quý anh chị nha. Đúng 8 km anh chị nha. Căn nhà này 5,1 tỷ anh chị nha. Nói chuyện thoải mái, gặp trực tiếp chủ nếu anh chị mình muốn. Em Hải xin cảm ơn. Em Hải review bất động sản không đồng và Em Hải review bất động sản có sổ quý anh chị nha. Đấy.